À, xin kính chào tất cả cô chú anh chị, rất vui gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo về cập nhật hình ảnh và tin tức Metro Bến Thành Suối Tiên ngày hôm nay. Và hôm nay là ngày 12 tháng 7 2022, và hiện tại Hải đang có mặt tại tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên, ngay giữa đường phố đi bộ Nguyễn Huệ lên giao nhau với đường Master nha. Mời tất cả mọi người cùng đi theo Hải. Thì hiện tại lắp hầm Metro này thì đang tiến hành có lắp cửa ấy, mọi người. Cái bên trong này thì được thắp đèn sáng màu vàng nhá, khu vực này. Hai bên đường này thì được sinh hoạt khá là tốt rồi. Thì khu vực này cũng làm xong cái đây cũng được khoảng gần 2 tháng rồi mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đi từ đoạn này đi lên đến trên đường Hàm Nghi nhá. Sau đấy xe đi quay ngược lại. Thì càng về đêm thì khá nhiều bạn trẻ khu vực này thu hút được khá nhiều bạn trẻ về đây chơi nhá. Mọi người có nhìn thấy ạ. Thì Sài Gòn nó mới vừa mưa xong cái đây khoảng lúc cái đây khoảng 2 tiếng. Thì hôm nay cũng đã ráo nước rồi. Thì khu nắp hầm để cho mọi người nhìn thấy ạ. Đây là được thắp tất cả những đèn màu vàng nhé, không phải màu trắng đâu. Cái này là màu vàng. Thì khu vực này thì cũng một số đang còn căn số nhà số 22 và 24 Lê Lợi thì vẫn đang còn để cho thuê mọi người. Mọi người nhìn thấy cho thuê vẫn chưa đưa vào hoạt động. Tòa nhà có cao mọi người có thể thấy tòa nhà Sài Gòn Center nha. Đây là khu trung tâm mua sắm luôn đấy. Thì bây giờ là Hải đang đi qua đường Master và giao nhau với đường Lê Lợi nha mọi người. Và hiện tại bây giờ là gần 8 giờ đêm rồi mà thợ vẫn đang tiến hành làm ở khu vực này nhé. Thì khu vực này mấy cái chậu cái bồn trồng hoa này chắc là cũng hoàn thành đấy mọi người, xong hết rồi đấy. Này không thấy có cái gì tiến triển mới ở khu vực này. Ở đây thì chắc chỉ cần có tiến hành đổ đất giống như ở đường cái ô đường trên kia thôi thì là xong rồi, với trồng thêm cây nữa thôi. Đây chắc là đổ đất giống như trong trên đây này mọi người. Ở gần có thể nhìn thấy đây, khu vực này đổ đất khá là phẳng rồi, bây giờ chỉ cần đưa cây vào trồng. Và đây là tòa Sài Gòn Center mọi người nhìn thấy có thể khá là đẹp về đêm ở khu vực này nhé. Chắc là phải nổi nhất ở trong cái khu vực này luôn đấy. Được trang trí hệ thống đèn LED khá là đẹp. Và tòa nhà cao tầng.
thì phía bên lề đường bên này thì mọi người thấy đây đang tiến hành dỡ để chuẩn bị khai trương một số cửa hàng bên này đây, nên đồ đạc để cũng khá là lộn xộn. Mọi người có thể nhìn thấy này, đây khu vực mấy cái cồn ở đây thì đã được đổ đất san bằng rồi nha mọi người. Đấy, khu vực này được làm vệ sinh khá là sạch sẽ. Đấy, hy vọng là giữ được vệ sinh sạch như thế này, không giống như dưới kia nha, dưới kia thì rác thì vẫn cứ nhiều mọi người. Thì ở phía bên vỉa hè đấy mọi người, vỉa hè này đang lát hết rồi. Thì khu vực này đã tiến hành đổ đá răm nha mọi người. Đổ đá răm và lưu khá là bằng phẳng rồi. Bây giờ chắc thì chỉ còn chờ một số công đoạn nữa là tiến hành giải nhựa khu vực này. Mấy hôm nay thì thời tiết Sài Gòn nó cũng khá là xấu. Cứ đến tầm 3 giờ 3 đến 4 giờ chiều thì mưa liên tục. Mưa đến mình 6 giờ tối mới hết mưa mọi người. Thì đây là những hình ảnh đẹp về khu vực ở khu vực giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Lê Lợi nha mọi người. Thì như Hải thấy được và khu vực từ đường Bắc Đơ này, từ đường Nam Kỳ này đi lên đến đường Phan Bội Châu thì khu vực này được hoạt động cũng bình thường, cũng không đóng cửa nhiều giống như ở chỗ khu vực đường Bắc Đơ lên đường Nam Kỳ nha mọi người. Ở khu vực này thì cửa hàng mở bạn rất là tấp nập và lượng người qua lại con đường này cũng nhiều. Thì phía bên trong khu vực này đã được tiến hành đè lên để chuẩn bị làm giống như là những cái bồn trồng cây giống như khu dưới nha mọi người. Ở dọc này thì chỉ có một số hình ảnh nào vẽ bậy trên cửa thì khá là xấu. Ê, nhưng mà mọi người nhìn thấy được một số lượng lớn máy móc được huy động tới đây để làm công trình săn lấp mặt bằng ở đây nhé, giải. Mọi người, khu vực này thì cách đây khoảng một tháng trước thì mọi người có nhìn thấy là những cái hố khá là sâu. Hôm nay thì đã được tiến hành san lấp mặt bằng khá là đẹp rồi đấy. Hy vọng là đến mùng 2 tháng 9 này sẽ được thông thoáng, sẽ được thông khu vực này và được tháo rào chắn. Mọi người nhìn thấy khu vực này đã tiến hành trải mặt để dài đá mặt ở đây rồi, thì phục vụ cho công đoạn là đổ chảy nhựa nhé.
phía bên này là chợ Bến Thành nha mọi người, chợ Bến Thành về đây khá là đẹp. Và video cập nhật về những hình ảnh tin tức mới nhất về tiến độ xây dựng của Metro Bến Thành Suối Tiên của Hải xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Nếu mọi người cảm thấy video hay, có thể cho Hải xin một like, một đăng ký, mọi người ấn chuông thông báo để có thể cập nhật những hình ảnh mới nhất về tiến độ này. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.